Xin chào các bạn, hôm nay xin lòng giới thiệu các bạn, đây là chiếc điện thoại Nokia 6700 được xách tay từ Ukraine về. Đây là phụ kiện hàng trùng mây, đặc biệt là máy, nguyên hộp hàng trùng mây, phụ kiện đầy đủ. Đây mây các bạn nhìn nhé, đây là tem bên Ukraine. Giờ thì thực ra là rất hiếm, Nokia 6700 Classic Gold Edition này. Máy thì là dùng lướt rồi, không có mới. Đây là hình thức của máy. Sách hướng dẫn của 67. Sạc zin của 67 này, chân kim, đặc biệt là tai nghe cũng zin luôn này. Kèm cả dây đeo nữa. Đây là hình thức máy. Đặc biệt thì cái dòng Gold này thì các bạn biết rồi, là dùng là xước răm thì không thể là tránh khỏi.